Xin được giới thiệu cùng với quý khán giả một tác phẩm thạch anh trắng đá nguyên bản tự nhiên có dáng tam đa nhé. Có ba cái trụ chính chụm vào nhau này, ba cái trụ dáng tam đa, ở dưới này có các cái tinh thể nhỏ. Đá nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Đo một chút cho quý vị xem nhé. Viên này nó có bề ngang là 17 cm và chiều cao này là 19 cm. Tổng khối lượng của đá mẫu này nặng là 2,9 kg. Một tác phẩm thạch anh trắng rất đẹp. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị với giá là 2.400.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Cam kết sản phẩm là đá thạch anh chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên, quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không đúng, tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Đấy, các tinh thể mọc đấy, bám rất nhiều. Mua hàng bên tôi thì có hai hình thức giao dịch, một là khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Và lưu ý một điều đó là quý vị khi mua hàng đó là trước khi nhận hàng thì luôn luôn kiểm tra hàng trước mặt bưu tá cho tôi. Cho dù quý vị có chuyển khoản trước cũng kiểm tra hàng, xem hàng có gửi có đúng theo như video giới thiệu hay không, hàng có bị hư hỏng hay có vấn đề gì không, thì quý vị luôn luôn kiểm tra hàng trước khi nhận cho tôi. Nếu có vấn đề gì thì cho dù có chuyển khoản trước rồi thì tôi sẽ chuyển khoản hoàn trả lại toàn bộ số tiền quý vị đã chuyển khoản. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên nhận được những video mới nhất. Mà hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa sẽ up lên các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên, phục vụ đến các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.